Trước khi gắn bảy đơn vị răng sứ titan nằm dưới. Rồi, sau khi gắn bảy đơn vị răng sứ titan nằm dưới. Rồi, gắn xong thì giờ chị ăn uống được bình thường rồi. Răng sứ cố định đó thì mình mau quen, khoảng 1 tuần là mình quen rồi. Nhưng mà nói chung mình ăn uống mình cũng phải giữ gìn, đừng cắn gì cứng thôi. Rồi chị cắn này, cắn cắn lên nhất. Rồi cái mỏ tiếp y mấy cái răng trước. Rồi chị hát. Rồi được, xong rồi, cảm ơn chị.